lúa trổ bông trắng cả cánh đồng. Sông cổ cò người xưa còn đó, nhắn ai về miền đất phương. Ánh sáng mang mai đang chiếu rọi mọi từng tấc đất quê hương, màn đêm dần tan và mọi người cùng nhau đón ánh dương. Các cụ già đang tập thể dục cùng nhau nâng cao sức khỏe, còn các bạn trẻ cũng hăng hái thi nhau rèn luyện sức trẻ. Hàng quán khởi chiếu quen dọn mở cửa đón cùng ngày mới xa xa xanh xanh bát ngát mà con nôn nức ra đồng cày xới. Đoàn người dần dần tấp nập chuẩn bị cho một ngày mưu sinh, nhưng đâu đó ở mảnh đất đẹp vẫn còn tồn tại những bãi đời phiêu linh. Bày bán hàng bữa sáng ngun ngút khói hòa với sương, trên môi từng người đậm nụ cười và tà áo dài đang tới trường. Khắp phố phường tấp nập là xe cộ, để những tiếng ồn trong ngày mới sang cho một buổi sáng đi yên bình. Bắt đầu nắng bình minh nhẹ nhàng, không chói chang lang thang ở quán trường. Nhiều người cà phê gặp bên nhau mà nói chuyện phím hơi liêm hiên, vì nước phát triển cùng sữa và cà phê đang hòa quyện tiếng ta cũng như họ. Như cái cảnh anh em mỉm cười, nhiều người đang đi qua ta cũng như bài ca với giai điệu nhẹ nhàng xin tặng những người đã đi xa nhà. Có những lúc phải đi thật xa không quay về đây, nhưng vẫn nhớ nơi này. Một tình lòng yêu dấu thời hồn nhiên thơ ấu sẽ luôn in mãi trong tim, sống cho ngày mai. Có đôi thay tôi vẫn yêu bình lòng. Các bạn hãy đi theo tôi đi tới nơi mà tôi đang sống, có dòng sông Tiền sông Hậu chưa qua và tên gọi là Vĩnh Long. Cho em tung tăng lên đồ nhảy cầu thăm mình xuống dòng sông mát lạnh, cùng thêm xa xa là những cánh đồng lúa trải dài một màu xanh. Và không thể thiếu những bác nông dân là đồng mừng đôi chân đất, tinh tần người dân miền Tây tận tạng mặt thì luôn dán kiếm chân chất. Chiều chiều bên dòng sông hiền hòa, anh em mình cùng lay gai cá lóc nướng chua ly rượu ấm lòng và khói tỏ hương bay bay. Vĩnh Long người miền Tây chân chất thật thà, với những mảnh đất phù sa ở đây tình cảm luôn mặn mà. Trẻ em trẻ loan toan cụ già ngồi sỏi chi bên ghế mây bận rộn với những cô bác hăng say bên chiếc máy cày. Họ lắm lũ hàng ngày để lo cho miếng ăn ngày hôm nay, rồi chiều chiều cũng lên bên lấy tre chống ngủ mãi không say. Thế đó tình cảm nơi đây luôn đầm ấm với một không khí quen lành với những tiếng cười nhẹ ấm. Vĩnh Long hôm nay là nhờ cha ông đã bỏ rất nhiều công lao. Quê hương Vĩnh Long nơi